Dạ vâng, em Tuấn ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ em Tuấn ô tô Phong. Vâng, tiếp tục thì hôm nay em lên sóng quay cho quý anh chị các bạn mẫu xe máy dầu nữa này. Đó là chiếc Hyundai Santa Fe Gold được sản xuất năm 2003 và đăng ký lăn bánh lần đầu tiên năm 2007 quý anh chị các bạn nhé. Và hiện tại em này thì đăng kiểm dài tận tháng 7 năm 2022. Thì cái dòng Santa Fe Gold này thì nó thường mới động cơ của nó 2.0 và số tự động quý anh chị bạn nhá. Em nó mang được sơn màu bạc đặc trưng của dòng Santa Fe Gold này. Đấy. Tất cả phần sơn zin bên ngoài em thấy cảm giác em này nó phải nét căng luôn, sơn vẫn còn sơn zin luôn quý anh chị bạn nhá. 203 giờ mà sơn vẫn còn sơn zin luôn. Đấy. Hai bên cản hông sườn này, chỗ nào xước xác vẫn còn nguyên bản này. Đấy. Xước xác vết xước còn nguyên này, tôn vỏ mỏng không có tí bả ma tít nào luôn. Đấy, em gõ vào các bác nghe này. Tôn vỏ đều như là không có tí bả ma tít nào. Đấy, lốp dép thì mới này. Lốp dép cực kỳ mới luôn. Mới được khoảng tầm 90-95% các bác nhé. Hệ thống la răng đúc nguyên bản cho xe. Về form dáng tổng thể bên ngoài em nói tất cả cũng khe hở, nắp cabo, những phần cản nhựa, mọi thứ nối với thân vỏ này dường như không có chỗ nào gọi là cong vênh méo mó cả. Đấy. Các bác mà quen sử dụng xe rồi, đã từng qua sử dụng một vài đời xe rồi, các bác sẽ nhìn ra cái điểm nhấn của nó ngay. Tất cả đường gân xe nó còn nguyên zin này. Đấy. Còn thẳng tắp luôn. Và khi đóng cánh cửa vào, mọi thứ khớp nối này, kể cả cái bậc lên xuống chân này này, đấy, mọi thứ này dường như rất đều xe luôn, rất đẹp luôn, chưa có chỗ nào gọi là nó cong vênh móp méo cả. Đấy. Tất cả phần này, đấy, những phần đường gân xe này, nó còn đẹp nét căng luôn đấy. Khi đóng cửa vào, mọi thứ dường như là rất là khít, không khe hở nào, chỗ nào gọi là nó cong vênh. Đây, ngay đường này hở này, các bác này, đấy, rất là đều luôn, đẹp luôn, cái hở cản sau này, đấy, rất là đẹp. Riêng cái phần tôn vỏ cua lốp của em nó này, tôn vỏ cua lốp của em nó này còn nguyên một cái lớp gọi là cái lớp cao su, lớp nhựa cao su mà để nó để cả gọi là cản cái nước và cản bùn khi mình di chuyển trên những thời tiết gọi là nó mưa hay là qua những vũng lầy. Đấy, còn nguyên cái lớp cản bùn này các bác nhé, cái vẻ chắn bùn này còn nguyên này. Đấy. Nguyên bản cho xe miếng nhựa còn nguyên nhé, rất ok luôn. 203 giờ mà chủ đi phải cực kỳ giữ gìn luôn, phải nói form dáng bên ngoài dường như còn nguyên bản theo xe. Đây, tất cả những logo cũng như thương hiệu này, Santa Fe này, Hyundai này, Gold này còn nguyên zin nguyên bản này. Tất cả phần đuôi cũng thế này. Đấy, các bác nhìn thấy có thấy nó méo mó sọc sạch chỗ nào không ạ? Dường như là không có luôn. Tất cả những khe hở nắp cabo dường như rất đều. Ngay cả những cái phần cản này, cản nhựa này này, nó vẫn còn nguyên zin nguyên bản theo xe luôn. Đấy. Em cứ quay qua chút gầm cổ bô cho các bác quan sát luôn này. Thì em này lốp treo, lốp sô cua, lốp treo các bác nhé. Lốp sô cua, lốp treo này. Đấy. Thì phần gầm của nó đấy ạ. Phần gầm nó cực kỳ sáng luôn, cổ bô này. Cổ bô của nó này, phải nói là nét căng luôn các bác nhé. Đấy. Cổ bô có nét căng luôn. Đấy. Đẹp sáng bóng luôn. Gầm thì không có chỗ nào gọi là mấp mô hay là cong vênh nào cả. Gầm rất là đẹp luôn. Dường như em này mọi thứ đều còn nguyên bản các bác nhé. Cái dòng Santa Fe Gold này thì nó máy số cực kỳ lành luôn. Tay em này thì 2003 nó có turbo các bác nhá. Có turbo thì máy móc chạy rất là khỏe luôn. Đây, đèn đóm bên ngoài, tất cả mọi thứ này, form dáng bên ngoài này, chưa có chỗ nào cong vênh méo mó quá. Đấy, phải nói rất tuyệt vời. Đấy, tất cả phần vẹt chắn bùn này còn nguyên zin nguyên bản theo xe này. Đấy, chưa chỗ nào mất thiếu sót một cái phụ kiện nào cả. Nói sơn xi zin đến tầm 90-95% luôn. Mặt từ 2003 rồi các bác ạ. Em có tin được không ấy chứ. Sơn gì này, mỏng tanh này. Đấy, cái lắm này mà hay làm về sơn nhất đây. Các bác nghe tiếng sơn đấy ạ. Sơn em gõ này. Đấy. Sơn nó đẹp như thế cơ mà. Có đây phần cản bùn phía trước này. Cái lò xo này. Đấy, hoàn toàn là không có hiện tượng gì gọi là mục mọt cả, nó chỉ bị han vì ố một chút thôi. Nó bong cái sơn chống thấm ra ngoài thì nó bị ố một chút, nước có đọng lại. Tất cả vẹt chắn bùn đều còn nguyên zin nguyên bản theo xe, rất tuyệt vời. Vâng, một chiếc này thì bên em đang hiện tại là đề xuất bán với giá chỉ có 238 triệu thôi cho mẫu Hyundai Santa Fe Gold đời 2003 đăng ký lăn bánh đầu tiên năm 2007. Biển thì biển Hà Nội rồi. Em này chắc là phải qua 2-3 chủ sử dụng rồi. Cho nên là nó lại chuyển đến biển 5 số các bác nhá. Đấy, chuyển đến biển 5 số rồi. Đấy. Tất cả hệ thống đèn gầm này. Đèn gầm và đèn chiếu sáng chính này, vẫn là đèn halogen, mọi thứ dường như là rất là trong. Mắt đèn rất là trong luôn các bác nhá. Mắt đèn thì 100% mà còn zin nguyên bản theo xe. Đấy, qua nhiều từng ấy năm sử dụng thì nó cũng hơi ố vàng, ngả màu vàng một chút. Đấy. Nó hao mòn theo thời gian thôi. Đấy.
Còn giờ em sẽ quay qua phần khoang nội thất cho các bác còn tiện quan sát luôn. Khoang nội thất của em này này, hoàn toàn là còn giữ nguyên bộ cái nỉ, rất là sạch sẽ luôn. Nó không có vội nào vết đinh gì mà nó cái đinh găm lại mà cái phần bọc da cũ đấy nó bị ố ra, hoàn toàn không có luôn các bác nhé. Bộ ghế nỉ đẹp nét căng luôn này, rất là sạch sẽ đấy. Mặt táp lô của nó này, mặt táp lô tuyệt vời luôn đấy, mặt táp lô tuyệt vời luôn các bác nhé. Vân sần là các thứ sạch sẽ luôn, thơm tho. Dòng Santa Fe Fagon này phải nói là lâu lắm rồi mới gặp một chiếc đẹp như này các bác ạ. Tất cả mọi thứ này dường như còn nguyên bản nguyên zin theo xe, cả phần giả vân gỗ này nữa, mọi thứ đầu đài nguyên bản theo xe luôn này, rất là ok luôn. Em này động cơ 2.0 máy dầu thì nó tiêu hao nhiên liệu của nó, em nói đâu đó khoảng 7 lít dầu các bác nhé, cực kỳ tiết kiệm luôn. Nó có turbo mà, đen nguyên cả phần vải nỉ này, nó bọc cái phần ghế nỉ này, đấy, cái phần nỉ trên tắp ly này, hai cái này nó còn nguyên zin nguyên bản theo xe, cả vân gỗ này nữa này. Và cái dòng Santa Fe này nó có hệ thống cổng gió ở ngay mặt tắp lô này, đấy, rất tuyệt vời. Đây còn nguyên cả cái miếng gọi là miếng lấy gió gió đây, cái gioăng cao su, gioăng cao su lấy gió trực tiếp từ đây vào. Đấy, rất là ok, tuyệt vời, còn nguyên bản luôn. Đèn khi mở ra này vẫn báo sáng này. Thì keo chỉ em này em bao zin các bác hoàn toàn, bao zin toàn tập luôn. Keo chỉ chưa mất phân nào cả. Rất là đẹp luôn, phần keo chỉ này. Đẹp nét căng luôn, mặt táp ly, táp lô, mọi thứ đều còn zin nguyên bản theo xe. Và với giá 238 triệu thôi, các bác có thể sở hữu ngay cho mình chiếc Hyundai Santa Fe Gold mà nó phải zin đến tầm, nếu mà không tính cái độ hao mòn của nó thì nó zin đến tầm 95% các bác nhé. Này, tất cả những con ốc bản lề đều còn nguyên zin luôn, rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Vuông hẻm sắc cạnh, ốc rất là sáng luôn, tất cả con ốc bản lề rất là sáng luôn, chưa có một ốc nào bị ra cả. Đây ngay cả phía ốc bản lề phía trên này, cánh trên này, bên phụ này, đấy, nó đẹp nét căng luôn các bác nhé. Đấy. Và các bác nào mà cảm thấy chiếc xe này đứng chân nó phù hợp với cửa tiền của mình, nó phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình mình, thì hãy nhanh tay nhấc máy alo cho em, liên hệ với em theo số thoại cũng như Zalo của em 0389726738 quý chị bạn nhé. Thế đây phần ghế, hàng ghế giữa của nó đây. Đấy, mọi thứ này rất là sạch sẽ luôn. Sạch sẽ đẹp luôn này, đẹp nét căng luôn này. Em này phải nói là tất cả phần tì lưng mọi thứ này dường như không có chỗ nào bám bẩn cả. Đây là cái bệ tì tay. Đấy, nó nguyên zin nguyên bản theo xe. Nó cực kỳ đẹp luôn, khoang nội thất là sạch sẽ. Đây phần nỉ của phần mặt táp ly đây, phần nỉ này, cả mặt táp ly rồi còn nguyên zin này, phải nói cực kỳ ok luôn. Cái vân trần này, giả vân gỗ này rất đẹp. Mặt táp ly dường như là nó có hiện tượng chảy xước, theo 5 tháng sử dụng thì nó bị chảy xước thôi. Còn dường như là mọi thứ không có chỗ nào gọi là chê được cái em này cả, keo chỉ nguyên zin. Đấy. Với cái giá 238 triệu thì bên em bao rút hồ sơ và có bớt lọc lá tiền đi đường cho các bác nữa, nên là các bác thoải mái thương lượng với em. Đấy. Ở đây phần khoang cốp của em nó này, những cái phần nguyên cái phần cột này, đinh tán của nguyên zin này, cái đường máng nước này còn rất là sáng luôn, cái tôn rất là sáng luôn, hoàn toàn là không có hiện tượng sơn lại luôn các bác nhé, sơn là sơn zin luôn, và cực kỳ ok. Đây những con ốc ở cái phần đuôi đèn này đây, tai đèn này đây, hoàn toàn nguyên zin này. Đấy. Cực kỳ ok luôn. Thế lắm này nó có bị hao mòn một chút, nước nó ngấm lại. Đấy. Còn bên này nữa này, còn bên phụ này nữa này, mọi thứ này đẹp nét căng luôn này, những cái mối hàn đình tán này, nguyên zin nguyên bản theo xe. Ốc nắp cốp còn chưa ra các bác nhá, ốc nắp cốp chưa ra, nguyên ốc zin luôn. Đấy, rất là đẹp. Thì keo chỉ em này tổng quan phần keo chỉ cầu cốp này, hoàn toàn chưa có mất một phần keo chỉ nào. Đấy. Rất là đẹp luôn. Keo chỉ phần cốp này. Đấy, các bác có thể quan sát ạ. Cực kỳ đẹp nét căng luôn nhá. Vâng, với giá chỉ có 238 triệu thôi. Thì các bác còn chần chờ gì nữa. Với mẫu xe đẹp như này, mọi thứ tổng thành tổng quan nó, kể cả cái ti này nó vẫn còn là bình thường, hoạt động bình thường, nét căng luôn. Đấy. Ghế sau của nó đây, cái ghế sau này nó thì ngồi ngược các bác nhá. Mọi phần nỉ của nó rất sạch sẽ, khoang nội thất này nó siêu phẩm luôn, có cả bình cứu hỏa luôn. Đây hệ thống kích lốp nó để trong này. Đấy, lốp sơ cua ở dưới kia rồi. Đây có cả cổng sạc pin đây nữa các bác này. Đấy, tất cả mọi thứ nhựa bên trong này dường như rất ổn áp từ 2003 đến giờ. Cái hiện tượng hao mòn chảy xước thì có một chút thôi, còn đâu mọi thứ dường như vẫn còn nguyên bản trên xe. Đấy, cốp đóng rất là chắc tay. Đây là phần keo chỉ của cánh sau bên lái đây các bác này.
keo chỉ này, em bao zin các bác hoàn toàn yên tâm phần keo chỉ này nhé. Đấy, cam kết các bác là zin bằng văn bản giấy tờ các bác luôn. Riêng phần keo chỉ cột keo em này mọi thứ đẹp nét căng luôn này. Ngay cái phần khoang nội thất, cái phần ngoại thất thôi, các bác ngắm qua phần thân vỏ bên ngoài thôi, thấy nó chưa có hiện tượng gì gọi là méo mó sau lạch cả. Đây như con ốc bản lề này, chưa ra con ốc nào cả, phải nói rất tuyệt vời, sáng bóng sạch sẽ luôn. Đấy, có ok các bác ạ, phải nói là đẹp đẹp xít sao với em này luôn. Với cửa tiền đấy thì với những xe chất lượng như này thì cửa tiền thì nó cũng phải hơi bướng một chút các bác nhé. Đấy, ốc bản lề nó này nguyên zin nguyên bản này, cột kèo những gầm cong gợn sóng này, đấy nó còn nguyên bản nguyên theo xe luôn. Đây là phần mặt táp ly của cánh lái này, thì nó tích hợp cả hệ thống gương kính cụp xe này, có ăn có lóc này và gương kính chỉnh điện các bác nhé. Đấy, và tất cả những cái phím điều khiển lên xuống kính này thì nó hao hao giống tất cả dòng ô tô. Đấy, mặt táp ly của nó nguyên zin nguyên bản, phần nỉ này mọi thứ này dường như có hiện tượng chảy xước do 5 tháng sử dụng thôi, còn đâu mọi thứ đều còn zin nguyên bản theo xe, keo chỉ chưa mất phân nào. Đấy, tất cả hệ thống đèn nó hoạt động bình thường. Và em này nó có cả cửa snock các bác nhé, em này thì nó có cả cửa snock này. Đấy, chân nỉ nguyên bản này, chân nỉ nguyên bản, cửa snock đào hoa. Đấy, kéo ra kéo vào. Đấy, thì chút nữa em sẽ kiểm tra phần cửa snock em nói cho các bác kiểu tiện quan sát. Đây nguyên phần nỉ này rất là sạch sẽ luôn các bác nhé, chân nỉ rất là sạch sẽ luôn, hoàn toàn không có hiện tượng gọi là nó bẩn hay là nó ố chút nào cả. Mặt phần mặt bên kia khoang lái đấy thì nó có hệ thống gọi là đèn gầm các thứ, đèn pha này. Đây, vô lăng tích hợp phím khiển này các bác nhé, vô lăng tích hợp phím khiển này, có trang bị hệ thống túi khí cũng như phanh ABS đầy đủ. Thì nó có hao mòn một cái phím còi này một chút này các bác này, nó phao hao mòn phím còi một chút. Tất nhiên là 2.3 ấn dầm mà đăng ký 27 mà các bác đi mà cái phím còi nó không hao mòn thì em cũng chịu. Đấy, xe trừ khi các bác mua về chỉ để treo trưng bày. Tất cả mặt vô lăng của nó phải nói cực kỳ tuyệt phẩm luôn, cực phẩm với chiếc xe này luôn. Đấy, các bác phải quan sát ạ, mọi thứ rất ổn áp luôn, mặt vô lăng rất đẹp, củ số là củ số được bọc bao da, tay phanh này còn đẹp nét căng luôn các bác nhé. Em sẽ quay qua phần khoang máy trước và em sẽ khởi động sau các bác nhé, để quay qua phần khoang máy giới thiệu các bác để cho nó đỡ ồn. Bởi vì dòng máy dầu này khi khởi động lên này nó cái tiếng nổ của nó tương đối là ồn, rất là khó nghe. Khoang máy của em này này, đấy như các bác quan sát được luôn, thì hai cái ti chống thể lực này này, mọi thứ đều hoạt động bình thường. Đấy, chưa có hiện tượng nào, chưa có cái chỗ nào gọi là nó bị hỏng vặt hoặc là linh tinh cả này. Những cái đường keo chỉ của em này, keo chỉ nắp capo phải ốc nắp capo nguyên zin các bác nhé. Ốc nắp capo nguyên zin này, keo chỉ này, đẹp nét căng luôn này. Đấy, chưa mất phân keo chỉ nào. Đấy, rất là ok luôn. Đây mọi cái thứ phần mặt tản nhiệt này, những cái phần nỉ còn nguyên zin này. Đây, hai cái ống tản nhiệt này, gioăng cao su còn nguyên các bác nhé. Gioăng cao su của cái phần tản nhiệt còn nguyên zin này, rất là đẹp luôn. Đây keo chỉ đây, keo chỉ thì bao zin các bác hoàn toàn yên tâm. Đây cái mẫu Santa Fe Gold đời 2003 đăng ký lần bánh đầu tiên 2007 này. Tất cả phần đầu răng mọi thứ là chưa có ra một con ốc nào cả, phải đẹp nét căng luôn, thẳng tắp. Những cái đường tôn gợn sóng cũng thế, gợn sóng thì là gợn sóng, còn đường tôn thẳng thì vẫn là tôn thẳng đường này. Đấy, hoàn toàn chưa hiện tượng méo mó xô lệch gì cả các bác nhé, rất là đẹp luôn. Cái ụ giảm sóc của nó này, sơn vẫn sơn zin này, sáng bóng sạch sẽ này. Đấy, có một vài cái vết nước đọng lại thì ố một chút. Đấy, đầu răng của nó này, bên phụ đây, mọi thứ là đẹp nét căng luôn các bác nhé. À, khoang máy của nó cực kỳ khô ráo luôn. Khoang máy của nó cực kỳ khô ráo luôn các bác nhé. Khoang máy nó cực kỳ khô ráo luôn, hoàn toàn không hiện tượng gì dầu gì cả. Đấy, rất ok. Những cái mạch điện cũng thế, những mạch điện cũng chưa có chỗ nào sộc sạch cả. Tổng quan khoang bên trong này nói cực kỳ ok luôn nào. Đấy, các bác quan sát ạ. Đấy, đẹp nét căng luôn nhá. Đấy, chất lượng em này không phải bàn nữa rồi, mọi thứ này trong khoang máy khô ráo sạch sẽ nguyên bản đéo xe. Dẫn khởi động khoang động cơ này cho các bác tiện quan sát và lắng nghe phần khoang máy này luôn và kiểm tra hơi thở của nó. Đây cái phanh ABS của nó đây, đầy đủ hết các bác nhá. Ô tô chuẩn 23 vạn này. Và kiểm tra luôn cái phần cửa sổ nóc này. Đấy, vẫn hoạt động bình thường các bác nhá. Đấy, mở ra đóng vào này.
đóng vào thì phải giữ các bác nhá, đóng vào thì phải bấm giữ đấy, còn mở ra thì auto đấy, cực kỳ ok luôn. Đây tất cả phần nhựa bên trên này dường như nguyên bản theo xe này, rất là đẹp sạch sẽ luôn. Đây cái chỉ cản che nắng này, đấy mọi thứ này rất là ok, gương kính này đó, tuyệt vời luôn, nguyên bản Hàn Quốc luôn các bác nhá. Máy em này thì cực kỳ chất luôn các bác nhá, máy nổ cực kỳ chất luôn, máy nổ cực kỳ chất luôn. Với cửa tiện nó thì tất nhiên là cái khoang máy cũng như phần tổng khoang ăn của em nó thì nó phải xứng đáng với đồng tiền các bác bỏ ra. Khoang máy cực kỳ chất luôn, máy nổ rất là giòn, hoàn toàn không hề giật xuống lắm, động cơ tập bô các bác nhé, tập bô tập bô chạy cực kỳ khỏe luôn. Máy nổ hoàn toàn các bác, em quay xa xa chứ không bác tổng quan phần của máy đang nổ này, hoàn toàn không hiện tượng xuống lắm luôn. Đấy em đã giữ nó nguyên một hiện tượng một chút rồi, hoàn toàn không tí nào xuống lắm. Và kiểm tra ngay phần hơi thở của nó này, phần hơi thở của em nó này, mình mở ra này, em hoàn toàn không tí hơi thở nào các bác nhé, hoàn toàn không tí khói nào cả, em hơi thở này, hoàn toàn không tí nào luôn, không một tí hơi thở nào luôn các bác nhé, máy cực chất luôn. Em này thì máy số thì khả năng là máy vẫn còn nguyên zin thôi nhé, máy vẫn còn nguyên zin chưa hạ máy, em cái chất 2.3, 2.7 giờ, nói chung sản xuất 2.3 nhưng mà sử dụng từ năm sử dụng 2.7 giờ. Và tất cả mọi thứ dường như là keo chỉ cột cào, nội thất ngoại thất, mọi thứ sơn si đều còn zin nguyên bản theo xe đấy. Thì các bác còn chần chờ đấy nữa, anh nhanh tay nhấc máy alo cho em, liên hệ với em theo số điện thoại cũng Zalo của em 0389726738 để biết thêm thông tin chi tiết, nó làm việc trực tiếp giá cả với em về chiếc Santa Fe Gold 2003 đăng ký 5 bánh đầu tiên năm 2007 này, và số tự động, động cơ 2.0 máy dầu các bác nhé. Vâng, cửa tiền chỉ có 238 triệu thôi. Và bác nào mà còn đang phân vân thì nhanh tay nhấc máy alo cho em thôi. Đấy thì em sẽ để cái giá cực kỳ với các bác. Vâng. Bác nào xem qua video của em hãy để trong lượt đăng ký bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày tại chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ km 47 Quang Trung, An Lão, Hải Phòng. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn toàn thể quý chị bạn đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại quý chị bạn ở video sau ạ. Phải nói là em này rất là đẹp luôn. Vâng, xin chào toàn thể quý chị bạn nhé.